Việc mua hàng online là điều khá tiện lợi và được rất nhiều người ưa chuộng. Điều này giúp thuận tiện hơn thay vì ta phải đến cửa hàng để mua. Nhưng đôi khi việc mua phải những hàng giả hay kém chất lượng là điều không thể tránh khỏi, và trường hợp dưới đây cũng nằm trong số đó. Đó là trải nghiệm hết sức tồi tệ được một bài đăng trên mạng xã hội chia sẻ gần đây. Chủ bài viết cho biết, lúc trước hai vợ chồng đã đọc nhiều review từ Facebook và VTV. Thế nhưng vợ anh chàng vẫn không kìm lòng nổi trước những bài sale quá hấp dẫn nên mới dẫn tới sự cớ này. Mặc dù đã được vợ động viên, thôi ăn ngon là được, ấy vậy mà vẫn thất vọng lại nối tiếp thất vọng khác. Khi bắt cô ra để đánh chén, anh chàng mới phát hiện bên trong lại chẳng có bao nhiêu thịt. Nhận ra bản thân đã bị lừa, chủ bài viết chỉ thay tiếc lon Tiger mát lạnh, đã lỡ cho vào nồi hấp chung với những chú cua suy dinh dưỡng. Đây sẽ là một bài học nhớ đời cho anh chàng khi đã quá tin vào những quảng cáo trên mạng. Các bạn đã bao giờ gặp những trường hợp nào tương tự như vậy chưa? Hãy cùng chia sẻ với chúng tôi nhé!